Sáng ngày 28 tháng 9 năm 2023, Trạm Y tế xã Vĩnh Tế phối hợp hội người cao tuổi tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi trên địa bàn xã. Đồng thời, trong quá trình khám, người cao tuổi cũng được tư vấn các kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe, chế độ ăn uống hợp lý, đủ dinh dưỡng, các kiến thức về rèn luyện thân thể để tăng cường sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật cho người cao tuổi. Sau khám, mỗi cụ đều được cấp phát thuốc miễn phí đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm chăm lo ngày càng tốt hơn đối với sức khỏe của người cao tuổi trên địa bàn kiểm tra tình trạng sức khỏe tư vấn tăng cường về thể chất tinh thần cho người cao tuổi góp phần nâng cao sức khỏe người cao tuổi nhất là người cao tuổi neo đơn khuyết tật người cao tuổi diện nghèo khó khăn giúp các cụ sống vui sống khỏe sống có ích ngoài ra nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò trách nhiệm và tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi